Đây đây đây, tôi đang đi ra rồi. 10 phút nữa nhá. Ừ, thế nhá. Ôi, ôi trời ơi. Cái căn của tôi, cái cô này đi đúng thế à? Trời ơi, cái căn của tôi. Giật mình cái gì? Cô sao không ạ? Tôi không sao. Ôi trời ơi, cô đi đúng cái kiểu gì thế hả? Này, tôi không chửi chị đi thôi. Chị lại có gì mà chị chửi tôi? Này, cô nói cái gì đấy hả? Cô đi đứng thế à hả? Tôi đang đi tự dưng lại cô đâm cả xe máy vào người tôi. Cô chẹt vào cái căn của tôi. Trời ơi, cái căn này của tôi không phải là căn rẻ tiền đâu. Cô bắt đền tôi đi. Trời ơi, bắt đền. Chưa gì nữa. Cái căn này còn sao nữa? Đấy, bắt đền đi. Căn này. Ờ. Trời ơi, cô có biết cái căn này là căn gì không? Căn này là căn lụa tơ tầm cao cấp, 100% là lụa tơ tầm mà làm thủ công đấy. 2 triệu. Hai triệu? Ờ. Cô ăn cướp à? Cái căn này mới 2 triệu. Cái gì? Căn này 100.000 thôi. Đây, tôi đền cô 100.000 ra chợ và mua. Đây, đưa cái tay đây. Đưa cái tay ra đây. Cầm lấy. Đây không cần nhá. 100.000 á, mua được 1/20 của cái khăn. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi là làm nghề làm lụa được 10 năm nay rồi. Tôi nhìn loáng một cái, tôi biết ngay lụa nào là lụa đều, lụa nào là lụa xịn. Cái này nhá, cô ra chợ mua 100.000 đầy luôn. Kêu làm lụa 10 năm nay rồi á, làm ở đâu? Cô có biết làng lụa Minh Thu không? Nhà tôi đây nhá. Thôi được rồi, tôi không thèm cãi nhau với cô nữa nhá. Tôi mua khăn ý là có giấy tờ đàng hoàng nhá, có hóa đơn chứng từ. Bây giờ tôi mà có hóa đơn nhá, cô phải đền đủ cho tôi nhá. Chờ đấy. Alo. Em à. Ừ, chị bị tai nạn ở gần cửa nhà. Bây giờ này nhá. Ừ, em đến luôn nhá. Cầm luôn cả cái hóa đơn để cho chị nhá. Hóa đơn mua khăn đi. Ừ. Nhá, thế nhá. Cái căn này mà có hóa đơn cũng là hàng dởm thôi nhá. Đi. Ô, đi đâu? Đi vào nhà tôi. Đi vào đây. Vào đây. Ngồi xuống đấy. Tôi đã bảo rồi, tôi không có thời gian để đôi co với chị đâu. Cái khăn này là khăn để 100%. Đừng có nói nhiều. Mua nước đã. Thôi tôi đi về nhá. Này, cô lại ngồi xuống. Ngồi xuống. Chị. Sao rồi? Bị tai nạn là sao, đúng không? Sao nào? Có bị xây xước gì không? Đâu, không, sao nào? Chị không làm sao cả. Nhưng mà cái khăn bị thủng một lỗ rồi. Chị ơi, chị không làm sao là may rồi. Cái khăn thì kệ nó đi. Không. Đấy, chính em là người mua tặng chị cái khăn này. Em nói thật đi, cái khăn này bao nhiêu tiền? Thì chuyện này em... Nguyệt nói với chị rồi là cái khăn này là khăn lụa xịn đấy, tơ tầm 100%, mà em mua tặng chị những 2 triệu cơ. Ôi giời ơi, 2 triệu. Này, có mà anh bốc phét để lấy le với người yêu nên mới nói là 2 triệu đúng không? Cái khăn này là hàng đều. Sao nhìn cô này cứ quen quen ấy nhỉ? Thì cô ta chính là người gây tai nạn cho chị mà. Lại còn là khăng khăng một bực là không chịu đền cái khăn này, xong bảo cái khăn này là khăn lụa dởm chỉ 100.000 thôi. Này, cô không biết thì cô đừng có nói linh tinh. Tôi không muốn nói ra giá tiền của nó, bởi vì là đồ đem đi tặng. Nhưng mà nếu cô đã nói như thế thì tôi khẳng định với cô là tôi mua cái khăn này đúng với giá 2 triệu mà là lụa xịn. Thấy chưa? Đã thấy chưa? Thì tôi cũng khẳng định với cả nhà này luôn nhá. Tôi làm nghề lụa 10 năm nay rồi, tôi khẳng định đây là cái khăn lụa đều 100%. Đấy, cô ta bảo là cô ta là chủ cửa hàng lụa Minh Thu đấy. Chủ cửa hàng lụa Minh Thu đúng không ạ? Ừ. À, Thảo nào nhìn cô quen thế. Chiều hôm qua lúc 2 giờ tôi vừa mua cái khăn này và chính cô là người đã bán cho tôi chiếc khăn này. Hả? Cô còn khẳng định đây là lụa xịn 100%. Cô không nhớ tôi ạ? Thế thì hóa ra là lừa à? Thế là từ xưa đến nay toàn lừa khách hàng đúng không? Từ đã, chắc là có hiểu nhầm gì ở đây thôi. Chứ cửa hàng tôi làm gì làm ăn như thế đâu ạ? Này, không phải hiểu nhầm nhá. Cô không phải quanh co chối cãi nữa. Ai đánh thôi mà sưng. Hóa ra là toàn làm ăn lừa đảo khách hàng đúng không? Chuẩn bị về và đóng cửa hàng đi. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia khúc ca. Một mái nhà